Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 12 tháng 3 năm 2023, kênh cập nhật giá sầu riêng tại các khu vực để bà con tham khảo. Ngày hôm nay ghi nhận tình trạng giá sầu riêng có sự giảm nhẹ nha bà con. Tại khu vực miền Tây, mức sàn kinh từ 206 đến 208, chuồng bò từ 65 đến 85 ngàn, ri sáo hàng đẹp từ 80 đến 90 ngàn đồng, ri sáo mua xô dao động từ 65 đến 70 ngàn, sầu riêng thái hàng đẹp từ 120 cho tới 135 ngàn, sầu riêng thái mua xô từ 100 ngàn cho tới 110 ngàn đồng. Tại các tỉnh miền Đông, ri sáo hàng đẹp từ 80 đến 85 ngàn, ri sáo mua xô từ 65 đến 70 ngàn đồng, sầu riêng thái hàng đẹp từ 100 cho tới 120, sầu riêng thái mua xô từ 80 cho tới 90 ngàn đồng. Tại các tỉnh Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp từ 80 đến 85 ngàn, ri sáo mua xô từ 65 đến 70 ngàn đồng, sầu riêng thái dao động từ 100 cho tới 120 ngàn đồng hàng đẹp, sầu riêng thái mua xô từ 80 cho tới 90 ngàn đồng mua xô nha bà con. Giá kênh cập nhật cho bà con là giá thương lái